Trung Quốc, thiên tai rình rập liên miên không hồi kết. Tỉnh Quý Châu hứng chịu những trận mưa đá lớn, nhiều mái ngói bị vỡ thành từng mảnh. Cơn lốc xoáy khủng khiếp tấn công Oman. Vòi rồng dập vào bờ biển Hollywood, Hoa Kỳ. Bão mùa hè tấn công Chai Ra, Thái Lan ngày 21 tháng 4. Bão tuyết ở sơn Tây như trời giáng. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Bản tin của chúng tôi cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Cơn lốc xoáy khủng khiếp tấn công Oman. Một cơn lốc xoáy cực mạnh đã càn quét Oman. Đây được xem là trận lốc xoáy mạnh nhất tính từ thời điểm đầu năm nay. Một đoạn video về một cơn lốc xoáy lớn ở khu vực Quarik ở Jalan Bani Bu Ali, tỉnh Nam Anwarizat đã lan truyền vào thứ Bảy. Xác nhận vụ việc, cơ quan hàng không dân dụng CAA cho biết đây là một hiện tượng khí tượng hiếm gặp trong không phận của Vương quốc Hồi giáo. Lốc xoáy kết hợp với những đám mây dông khổng lồ tạo ra sự càn quét kinh hoàng. Tốc độ cực mạnh của cơn lốc xoáy có thể nhìn thấy qua hình ảnh do cư dân quay được. An Thuận, Quý Châu hứng chịu mưa đá lớn, nhiều mái ngói bị dập nát. Vào sáng sớm ngày 21 tháng 4, huyện Phổ Định, An Thuận, tỉnh Quý Châu hứng chịu những trận mưa đá lớn, nhiều mái ngói bị vỡ thành từng mảnh. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục vào lúc 1 giờ ngày 21 tháng 4, Đài quan sát khí tượng của huyện Phổ Định, An Thuận, Quý Châu đã đưa ra cảnh báo mưa đá màu da cam. Theo các báo cáo, các trận mưa đá có kích thước gần bằng một quả trứng và hầu hết các mái ngói trong làng đều bị hư hỏng nặng. Nhân viên chính quyền thị trấn Mangguan trả lời rằng tình hình thiên tai hiện đang được thống kê và tất cả các làng đều đang báo cáo thiệt hại. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy hạt mưa đá to bằng quả trứng và rơi lộp độp trên mái nhà. Kính xe bị mưa đá đập vỡ, người trong xe không còn chỗ trốn. Nhiều ngôi nhà ngói bị bể nát giống như một cái sàng, lỗ chỗ lớn nhỏ, thậm chí có những ngôi nhà toàn bộ bị hỏng. Bão mùa hè tấn công Chiang Rai, Thái Lan ngày 21 tháng 4.
Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 4, một đoạn video cho thấy một cơn lốc kèm theo những trận mưa như chút nước đã tấn công Chiang Rai, Thái Lan, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Tổng cộng 967 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 3 tòa nhà chính phủ. Vòi rồng ra vào bờ ở Hollywood, Hoa Kỳ. Đoạn video ghi nhận một cơn lốc xoáy dữ dội đổ bộ vào ngày 22 tháng 4 ở bờ biển Hollywood. Các nhân chứng bắt đầu sơ tán khỏi bãi biển khi nó di chuyển trên mặt nước cách bờ biển 2-3 dặm. Lực của cơn lốc xoáy đã quật ngã một người phụ nữ đang ở gần lối đi bộ trên bãi biển. Theo ghi nhận, cơn lốc xoáy này liên kết với một đám mây hình thành từ giông bão ở Đại Tây Dương. Ở Sơn Tây như trời giáng. Quý vị thân mến, gần đây nhiều nơi ở Trung Quốc đã xuất hiện thời tiết bất thường, từ hè sang đông vỏn vẹn trong một đêm, nhiệt độ thay đổi đột ngột, tuyết rơi dày đặc. Một trận bão tuyết càn quét Sơn Tây Trung Quốc đã khiến lúa mì bị đổ dập xuống, những cây lúa mì bị đổ rạp, cây ăn quả bị hư hại khi đang nở hoa gây thiệt hại lớn cho nông dân. Vài ngày trước, nhiệt độ cục bộ gần 30 độ, nhưng tuyết rơi đột ngột, trời giống như mùa đông. Một vùng đất rộng lớn trắng xóa, tuyết dày khoảng 5 cm. Cư dân mạng đã đăng tải bình luận rằng trời không bao giờ gieo tai họa mà không có lý do, kẻ làm ác phải chịu quả báo. Tuyết rơi là chuyện bình thường, khắp nơi ở Trung Quốc ngày nào cũng có oan hồn nên tuyết rơi cũng là chuyện bình thường. Ông trời không bao giờ vô cớ giáng họa, kẻ làm ác sẽ gặp quả báo, vạn vật trên đời đều không thể thoát khỏi vòng quay của nghiệp báo. We'll be right back.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.